chào mừng đến với thách thức 21 ngày cùng Yobo. Tại sao chúng ta lại có con số 21 này? Bởi vì là rất nhiều nhà khoa học đã nghiên cứu rằng là cơ thể của chúng ta cần có 21 ngày để có thể làm quen với một thói quen nào đó. Sau con số này sẽ là con số 90 ngày và nhiều hơn như thế. Tức là có một số người mà các bạn rất là nhạy bén và dễ dàng thay đổi với những cái, tức là dễ dàng thích nghi, thì bạn chỉ cần 21 ngày là cơ thể đã làm quen với một thói quen mới rồi. Vậy nên Anna đồng hành cùng các bạn trong một cái thách thức 21 ngày để bạn có thể đưa vào cơ thể mình những cái bữa ăn từ rau củ quả, từ thực phẩm thiên nhiên và hạn chế tối đa việc chế biến để có thể giữ được toàn bộ những dinh dưỡng, enzyme, vitamin, muối khoáng, những chất phòng chống ung thư và những chất trẻ hóa giúp chúng ta chống lại sự lão hóa tự nhiên. Vậy thì chúng ta sẽ làm cái gì trong cái 21 ngày này ạ? Mỗi ngày chúng ta sẽ ăn một bữa ăn đến từ các loại rau củ quả. Một bữa ăn đến từ các loại rau củ quả. Chúng ta có thể uống nước ép này, chúng ta có thể ăn sinh tố này, chúng ta có thể ăn salad này, và chúng ta có thể ăn thậm chí là mì ý nhưng mà làm từ các loại rau củ quả, hoặc là những loại bánh ngọt nhưng mà làm từ các loại rau củ quả, 100% làm từ những cái thực phẩm thiên nhiên, hoàn toàn tươi sống và rất dễ sử dụng. Điều đó sẽ giúp cho bạn có thể nhanh chóng hòa nhập với chế độ ăn mà nhiều rau củ quả. Bạn cũng biết đấy, để khỏe hơn, để trẻ hơn, để nhiều năng lượng hơn, chúng ta đều biết rằng là chúng ta cần phải sử dụng những loại thực phẩm thiên nhiên. Vậy thì trong 21 ngày này, Anna Yobo sẽ đồng hành với bạn trong cái hành trình giúp cho bạn đẹp hơn. Tết sắp đến rồi, mùa xuân đến, và cũng là cái mùa mà chúng ta muốn có một cái diện mạo mới. Mỗi ngày Yobo sẽ up một cái clip và bạn chỉ cần làm theo, bạn theo dõi, bạn sẽ biết mình phải làm gì. Và Yobo sẽ có quà tặng dành cho những bạn mà mỗi clip up lên đều có comment và like. Cuối cái chuỗi 21 ngày này, Yobo sẽ gửi tặng cho bạn một cái cuốn ebook mà ghi lại toàn bộ tất cả những cái công thức mà mình sử dụng trong vòng 21 ngày này, cộng thêm những cái tip mà giúp cho bạn luôn luôn khỏe mạnh, thon gọn và đẹp tự nhiên nhé. Nào, chúng ta hãy cùng bắt đầu.